Chưa bao giờ vấn nạn ma túy lại hoành hành như hiện nay. Liên tiếp các vụ việc bị đưa ra ánh sáng chỉ trong một thời gian ngắn đã cho thấy Thừa Thiên Huế đã trở thành địa bàn nóng phức tạp của các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Dù các lực lượng chức năng mà chủ công là lực lượng công an đã nỗ lực phá nhiều chuyên án lớn, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy tội phạm ma túy đã được ngăn chặn, đẩy lùi. Đã đến lúc cùng với công tác điều tra phá án và xử lý nghiêm loại tội phạm nguy hiểm này, thì các biện pháp khác có tính chất hỗ trợ như quản lý tốt địa bàn, nắm chắc các đối tượng nghiện, nghi nghiện và làm tốt công tác cai nghiện, hòa nhập cộng đồng. Đây thực sự là những vấn đề vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp thiết, góp phần thực hiện có hiệu quả trong việc đẩy lùi vấn nạn ma túy trên địa bàn. Được xem là một địa điểm lý tưởng để người dân và đông đảo du khách dừng chân ngắm cảnh sông Hương và thành phố Huế. Thế nhưng, hình ảnh những chiếc kim tiêm còn rỉ máu như thế này phía giữa chân cầu Giả Viên đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi qua đây. Đây là thực trạng báo động về tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn. Chúng tôi hay tập buổi sáng hàng ngày từ 6 đến 7. Trước kia là hay đi bộ trên cầu Giả Viên. Thì trên những cái ổn thỉnh thoảng thấy những cái ống kim chích. Tất nhiên là tình trạng ma túy nó còn ở trong giới trẻ. Rất lo ngại khi chúng thấy tình trạng như vậy. Vì con cháu mình cũng giới trẻ, để làm sao mà theo dõi về giáo dục để tránh đi. Tôi thì thường buổi sáng đi hay tập thể dục ở đây, cho nên là có thấy những cái hiện tượng như này. Thi thoảng là gặp nó tiêm chích, nó vứt ống tiêm một tiếc ở trên cầu á. Đấy, cái thứ hai là cũng có mấy người là thanh niên, có người trung tuổi, có nằm vật va vật vượng, ngáp dài ngáp ngắn ở dọc này này. Tôi kiến nghị làm nào là các cơ quan chức năng là phải dẹp bằng đủ mọi cách. Đương nhiên là không thể một sớm một chiều được, nhưng mình phải kiên quyết cái đó. Thì chúng tôi, người dân như tôi chỉ biết như vậy thôi, chứ còn nhìn thì chỉ biết đau lòng, buồn thôi, nhưng không thể ấy được. Những năm qua, nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng chức năng triệt phá, từng bước kiềm chế sự lây lan của ma túy trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp, nhất là tại các địa bàn giáp ranh hoặc các địa điểm ven đô vốn còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Một buổi họp dân của khu vực 4 phường Phú Hậu, thành phần bao gồm công an khu vực cùng tất cả đoàn thể chính trị tại địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn phường đang triển khai. Thông qua các buổi họp dân, nhiều thông tin về người nghiện, nghi nghiện đã được người dân cung cấp kịp thời cho chính quyền địa phương. Xác định vai trò lực lượng công an là vai trò chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Do vậy mà chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho lực lượng cảnh sát khu vực bám sát cơ sở, bám sát kế hoạch để xây dựng các tổ rà soát các đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy trên địa bàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị rà soát một cách cụ thể, chính xác cái số liệu người nghiện, nghi nghiện và người sử dụng ma túy trên địa bàn. Là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phường Phú Hậu có nhiều đối tượng hình sự sinh sống. Năm 2018 có 21 đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương, không nghề nghiệp ổn định, nhiều đối tượng nghiện ma túy. Chính vì vậy, tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn phường Phú Hậu là giải pháp tối ưu để giữ vững ổn định tình hình, đảm bảo sự bình yên cuộc sống của người dân. Thông qua các buổi phát động về toàn dân tố giác, cung cấp thông tin về các đối tượng nghiện, nghi nghiện, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, tính đến ngày 25 tháng 9, phường Phú Hậu đã xác định được 36 đối tượng nghiện ma túy, 23 đối tượng sử dụng ma túy và 8 đối tượng nghi sử dụng ma túy. Trong quá trình rà soát, công an phường Phú Hậu đã triệt phá thành công một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 0,9 gram ma túy. Qua quá trình rà soát thì chúng tôi phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Thì chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho ban chỉ huy công an thành phố, đồng thời huy động lực lượng mật phục. Ngày 2 tháng 8 năm 2019 thì chúng tôi đã mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng
có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy tại kiệt 145 Chi Lăng. Trong khi các lực lượng công an đang vất vả với các loại tội phạm, các tụ điểm ma túy, thì với hệ thống cơ sở cai nghiện cũng đang có những vấn đề của riêng mình. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, một trong những điểm cai nghiện cho biết, trong khi số người nghiện đang có xu hướng gia tăng, thì cơ sở vật chất lại chưa đáp ứng các nhu cầu cần thiết. Hiện tại, trung tâm đang quản lý 11 học viên. Vì cơ sở vật chất chật hẹp nên các đối tượng cai nghiện tự nguyện, bắt buộc và không nơi cư trú đều ở chung với nhau. Cùng với đó, đội ngũ y tế và lực lượng bảo vệ làm công tác cai nghiện ở trung tâm còn hạn chế về số lượng và trình độ chuyên môn, chưa được đào tạo bài bản. Tình hình cái diện tích đất đai hiện có của cái cơ sở cai nghiện nó hết sức là chật hẹp. Chưa tới 7.000 mét vuông. Chủ yếu là cái khu vực dành cho học viên cai nghiện ở là chủ yếu. Cho nên chưa có cái chỗ để cho học viên có cái lao động trị liệu, tăng gia sản xuất. Rồi cả cái sân chơi, thể dục thể thao và một số cái hoạt động về cái về mặt tinh thần, nói chung là các cái hoạt động văn thể mỹ, rồi lao động trị liệu, các cái sân chơi, rồi đất đai lao động trị liệu hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, công tác cai nghiện được thực hiện dưới 3 hình thức: thông qua Trung tâm Bảo trợ xã hội, cai nghiện tại cộng đồng và tại gia đình, điều trị bằng methadone. Thời gian qua, dù việc cai nghiện có đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trong đó khó khăn lớn nhất là cai nghiện tại cộng đồng. Qua những năm vừa rồi thì công tác cai nghiện chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, đặc biệt là công tác cai nghiện ma túy tại gia đình thì cái việc mà cái sự không hợp tác, thậm chí đối phó của gia đình, rồi sự tránh né của người nghiện, không nhận thức được công tác cai nghiện, cho nên là người nghiện không muốn trực tiếp đến với các cơ sở có dịch vụ, các cơ sở dịch vụ. Cái thứ hai nữa là trong công tác cai nghiện này thì cái việc mà xác định tình trạng nghiện hiện tại chúng ta cũng đang còn là coi như là rất là lúng túng và cái chưa kịp so với cái sự phát triển hiện nay. Chính vì vậy cho nên là người nghiện mà muốn được cai nghiện thì phải rõ ràng và được xác định tình trạng nghiện theo quy định. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 447 người nghiện và 1.897 người nghi nghiện ma túy. Đây chưa phải là con số chính xác trên thực tế nhưng cũng đã phản ánh phần nào tính chất phức tạp của công tác quản lý người nghiện. Nhiều người sau cai nghiện là nhanh chóng tái nghiện trong quá trình hòa nhập cộng đồng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó có nguyên nhân về môi trường xã hội. Công an thành phố Huế cho biết, qua nắm tình hình thì toàn địa bàn có 42 điểm phức tạp về ma túy, 39 cơ sở kinh doanh có điều kiện nghi vấn phát sinh tội phạm về ma túy. Thực tế liên tiếp các vụ việc hàng chục đối tượng cùng sử dụng ma túy, các loại chất kích thích tại các tụ điểm bar, karaoke, vũ trường được cơ quan chức năng phát hiện, đã cho thấy mức độ lây lan của ma túy hiện nay đối với cộng đồng. Là chúng tôi cũng đã chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là từ ngày 25 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 sẽ tổng rà soát các cái đối tượng trên địa bàn. Giai đoạn 2 là từ 15 tháng 8 cho đến 15 tháng 9. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, là chúng tôi sẽ lập hồ sơ để xác định được cái tình trạng nghiện và lập hồ sơ để đi cai nghiện theo các cái dạng khác nhau. Và giai đoạn 3 cho đến ngày 5 tháng 10 thì chúng tôi sẽ có cái thống kê báo cáo cho công an tỉnh cũng như ủy ban thành phố thì kết quả thực hiện sau 1 tháng rưỡi triển khai kế hoạch 1960. Liên quan đến ma túy, tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy thì ngày càng gian manh xảo quyệt hơn, ngày càng hoạt động một cách là ngông cuồng hơn, bất chấp pháp luật. Cái khó khăn thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nói đến cái hành lang pháp lý. Các cái văn bản pháp luật của chúng ta, những chế tài của chúng ta thì đang còn có những vấn đề. Rồi một vấn đề nữa là cái ảnh hưởng tác động của bên ngoài. Đây một cái khối lượng không nhỏ, cái số lượng không nhỏ thanh thiếu niên bây giờ là cũng liên quan đến tệ nạn ma túy, sử dụng hút chích, rồi thậm chí là các cái loại ma túy tổng hợp người ta sử dụng giống như là một các cái loại phương tiện để mà vui chơi giải trí. Trước những diễn biến phức tạp của ma túy, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây đã thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra về tổng rà soát, thống kê và tổ chức các biện pháp quản lý người nghiện, người nghi nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần nhìn nhận một cách khách quan, chính xác từng con số người nghiện, nghi nghiện ma túy để đưa ra phương án giải quyết hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị ban ngành liên quan, huy động toàn bộ các lực lượng để ra quân tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện ma túy thực chính xác, minh bạch, không giấu giếm. Việc tổng rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là để chủ động triển khai các giải pháp, biện pháp quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy trái phép, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới. Bằng một cái kế hoạch rất là cụ thể, kế hoạch 160, tức là chúng ta sẽ đi tuần tự từng bước, có lộ trình, tức là chúng ta khởi đầu bằng việc tổng rà soát lại các đối tượng nghiện, nghi nghiện và sử dụng ma túy trái phép. Trên cơ sở đấy chúng ta sẽ có cái lộ trình và sẽ có giao trách nhiệm cho các cơ quan ban ngành liên quan để đối với từng loại đối tượng, từng nhóm đối tượng thì chúng ta có những giải pháp gì để chủ động quản lý, theo dõi và chủ động phòng chống, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn. Cùng với việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy thì công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện cần được xem là một giải pháp nhằm hạn chế người nghiện trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác, tạo môi trường lành mạnh để phòng tránh và hạn chế sự lây lan của tệ nạn này. Đây là vấn đề cần sự đồng lòng, chung sức của cộng đồng và sự vào cuộc quyết liệt từ phía các địa phương, các cấp, các ngành liên quan nhằm từng bước kiểm soát, kiềm chế, xử lý tệ nạn ma túy, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.